Ngay sau khi bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ 8 Quốc hội khóa 15, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo công bố kết quả. Bên cạnh các kết quả kỳ họp, một nội dung đáng chú ý là dự kiến tại kỳ họp tháng 10, Quốc hội sẽ bầu chức danh Chủ tịch nước. Thông tin tới báo chí, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ, kỳ họp bất thường lần thứ 8 Quốc hội khóa 15 đã thành công tốt đẹp, công tác nhân sự được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, đạt sự đồng thuận thống nhất cao. Trả lời câu hỏi của báo chí, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, theo nghị quyết của Trung ương, dự kiến tại kỳ họp vào tháng 10, Quốc hội sẽ bầu chức danh Chủ tịch nước. Thông tin thêm về nội dung này, trưởng ban công tác đại biểu, phó trưởng ban tổ chức trung ương Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh, việc tập trung kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao và cấp ủy chính quyền các cấp từ nay đến hết năm 2024 nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, quốc phòng an ninh, đối ngoại và chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14. Việc kiện toàn nhân sự để đảm bảo cho hệ thống chính trị hoàn thiện hơn, đoàn kết hơn, nhịp nhàng hơn, mạnh hơn, hoạt động hiệu lực hiệu quả hơn và tạo điều kiện thuận lợi hơn, tốt hơn cho phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, tăng cường gắn bó với nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng và nhà nước. Trưởng ban công tác đại biểu cũng nêu rõ, công tác cán bộ hiện nay được bố trí có lên có xuống, có vào có ra, theo yêu cầu nhiệm vụ, nhu cầu công tác và năng lực hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân cụ thể. Việc Quốc hội phê chuẩn 3 phó Thủ tướng Chính phủ, 2 bộ trưởng tại kỳ họp bất thường lần thứ 8 cũng nhằm đạt được mục đích trên.